Xin chào các bạn, hôm nay nghe kể chuyện hay học ngay điều tốt kể cho các bạn nghe một câu chuyện vô cùng cảm động có tựa đề là Người mẹ điên của tôi. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện này nhé. 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, chả ngại ngần ngồi tè ngay trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên dậm chân đuổi cút cho xa. Nhưng cô gái vẫn không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi, cha làm việc ở bãi khai thác đá, bị máy chém cụt tay trái. Nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội tôi thấy con điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi làm vợ. Chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi một đứa nối dõi thì sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng thấy bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà đành cắn răng chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên trở thành chú rể. Khi mẹ sinh ra tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng, vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này mà lại sinh cho bà cái đứa cháu nội chống gậy rồi." Có điều sinh ra tôi, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội, dùng hết sức gào lên: Đưa tôi." Bà nội vẫn mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao. Dù sao thì mẹ tôi cũng chỉ là một con điên. Cứ mỗi khi mẹ tôi khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đứa chưa chết thì tao cũng đuổi mày cút đi." Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp. Mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không còn được một ngụm sữa nào của mẹ. Bà nội đút từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói trong sữa mẹ có bệnh thần kinh, nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó nhà tôi vẫn đang dãi dụa trong vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ và bảo: "Con dâu này, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi. Mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở. Sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chưa?" Mẹ tôi vừa vả một miếng cơm to vào miệng, nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách, liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang lòng ngồi trong lòng bà, lắp bắp kêu ai à ai oán: Đừng mà." Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng, nghiêm mặt hét: "Con dâu điên, mày ngang bướng cái gì? Bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày 2 năm rồi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả?" Nói rồi bà nội lôi ra cửa một cái xẻng, đập thật mạnh xuống nồi nền đất như tiếng Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng. Phầm một tiếng, mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt dưới trên những hạt cơm trắng nhạch. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc. Mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác,
rồi nhìn bà một cách thương hại. Bà mẹ thẫn thờ, hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn một nửa bát thôi, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như có ai bị vò cho mấy nắm. Bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Bà nội quay đầu đi, nuốt những giọt nước mắt nóng hổi, rồi quay lại, sát mặt lại, nói: "Ăn mau đi, ăn xong còn đi, ở nhà này cô cũng chết đói thôi." Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn, liền thập thẫn bước ra khỏi cửa. Nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu mà không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi đi, đừng có quay đầu lại, dưới gầm trời này còn thiếu gì nhà giàu." Mẹ tôi quay lại, chìa một tay ra phía lòng bà. Thì ra mẹ muốn được ôm tôi một tí. Bà nội lưỡng lự một lúc rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp cười, nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ. Còn bà nội thì như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ tôi lên cơn điên, quăng tôi như quăng rác. Mẹ tôi ôm tôi chưa được 3 phút, bà nội không đợi được, liền giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại. Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện ra, ngoài tôi thì bọn trẻ chơi cùng với tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn trong làng đều bảo tôi, mẹ mày là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi. Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả lại mẹ cho tôi. Tôi còn chửi bà là đổ lang sói, thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó, tôi làm gì biết điên có nghĩa là gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Mẹ trông như thế nào nhỉ? Mẹ còn sống không? Không ngờ, năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang. Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới bảo: "Thụ, đi xem, mẹ mày về rồi kìa. Mẹ điên của mày về rồi." Tôi mừng quá, co giò chạy vội ra ngoài. Bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn quần áo rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè. Có trời mới biết do ngủ đêm ở trong cánh đồng nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng, trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám xem có vẻ như tìm con trai của mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch mép bảo: "Thụ, bóng, bóng." Mẹ đứng lên, liên tục giơ quả bóng bay trong tay, dúi vào lòng tôi với vẻ nịnh nọt. Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi mong nhớ thì lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to: "Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy." Tôi tức tối đáp lại nó: "Nó là mẹ mày ấy, mẹ mày mới là con điên, mẹ mày mới như thế này." Rồi tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ điên này thì tôi không thèm, bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Hồi năm đó bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn, giày vò. Bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về. Còn tôi lại bực bội bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện. Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi mẹ ơi. Khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào lên là chủ yếu, còn mẹ thì không bao giờ dám hé miệng. Nhà tôi không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi để quan sát học hỏi. Bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn. Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối, liền để cho mẹ đi cắt cỏ cho bò ăn.
Ai ngờ mẹ chỉ cắt được nửa tiếng đã xong cả hai bồ. Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi. Cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng trổ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng lên, chửi rủa. Con mẹ điên, lúa và cỏ mà còn không phân biệt được. Bà nội còn đang chưa biết xoay sở ra sao thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới, mắng bà là cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta liền lấy gậy đánh vào eo vào lưng con dâu và chửi: "Đánh chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà." Mẹ tuy điên nhưng vẫn biết đau. Mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: Đừng đánh tôi." Sau này nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, liền chủ động bảo: "Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa, sau này bà giữ chặt cô ta một tí là được." Sau khi cơn sóng gió qua đi, mẹ oại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: "Cỏ với lúa mà còn chẳng phân biệt được, mày đúng là đồ con heo." Tôi vừa dứt lời, gáy tôi bị một cái tát lật. Đó là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: "Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế nữa, đấy là mẹ mày đấy." Tôi vùng vằng bĩu môi: "Cháu không có loại mẹ điên khùng như thế này." "À, mày ngày càng láo, xem bà có đánh mày không." Bà nội lại giơ tay lên. Lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi. Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt: "Đánh tôi, đánh tôi." Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội là đánh mẹ đi, đừng đánh tôi nữa. Cánh tay trên không của bà trông thõng xuống, miệng bà lẩm bẩm: "Còn mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây." Tôi vào lớp 1, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương được 50 đồng. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ bò. Mẹ cũng không gây thêm ra vụ dày già nào lớn nữa. Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp 3, trời đột ngột đổ mưa. Bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường, mẹ đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: "Thụ, ô." Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn trông, oán hận mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận thằng Phạm Gia Hy cầm đầu trêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt đập thật mạnh vào nó một phát, nhưng thằng bạn tôi tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi thì nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó nên bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này chỉ nghe một tiếng vút kéo dài từ bên ngoài lớp học. Mẹ giống y như một đại hiệp bay ào vào, một tay tóm cổ thằng Phạm Gia Hỷ đẩy ra tận cửa lớp. Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung. Nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ, một chân béo ị khua khoắng đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên mẹ đi ra. Mẹ vì tôi mà gây đại họa, mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ. Dù đầu óc mẹ không tỉnh táo thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được, liền kêu lên: "Mẹ!" Đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Lúc đó mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, y hệt như một đứa trẻ con. Mặt mẹ đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn.
Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô để về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe, bà nội sợ rụng rời, ngã ngồi trên ghế, vội vã gọi người, nói đi gọi cha tôi về. Cha vừa bước vào nhà, một đám người trắng niên vạm vỡ, tay dao, tay thước, xông vào nhà tôi, không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa, vỏ hũ trong nhà nát như tương, trong nhà như vừa có một trận động đất cấp 9. Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới. Bố của Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói: con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang đến 1.000 đồng trả tiền thuốc thang, mẹ mày tao sẽ cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra. 1.000 đồng? Cha tôi đi làm một tháng chỉ có 50 đồng. Nhìn những người sát khí đăng đăng nhà họ Phạm, mắt cha tôi đỏ dần lên. Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt, dỡ thắt lưng ra, đánh tới tấp khắp đầu khắp mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi, run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, chạy trốn. Cả đời tôi không thể quên được tiếng thắt lưng ra vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng thê thiết mẹ kêu. Sau đó, phải trưởng đồn cảnh sát đến ngăn bảo bàn tay bạo lực của cha. Kết quả hòa giải của đồn cảnh sát là hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà, mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành. Nhìn mẹ tôi vết soi đầy mình, cha tôi bất ngờ ôm mẹ vào lòng khóc thảm thiết. Mẹ điên ơi, tôi không phải là tôi muốn đánh mẹ, mà nếu như tôi không đánh thì việc này không thể sàn xếp nổi. Nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người ta, bởi nghèo khổ quá mà thành họa đấy thôi. Cha lại nhìn tôi và nói: Thụ, con phải cố mà học lên đại học, không thì nhà mình sẽ bị người ta bắt nạt suốt đời con nhé. Tôi gật đầu, tôi hiểu. Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trường trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó. Gia cảnh ngày càng khó khăn, nhà tôi được xếp vào diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng được trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế mà tôi mới có thể học tiếp. Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi thì vẫn đi làm thuê 50 đồng một tháng. Vì vậy, gánh tiếp tế cho tôi được đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn thì lại đưa cho mẹ tôi mang đi. 20 km đường núi ngoằn ngoèo làm khổ mẹ. Vừa phải tốn sức ghi nhớ đường đi, rồi gió tuyết, mưa giông, mẹ vẫn cứ đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Một ngày chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng rồi cười hỏi mẹ: ngọt quá, mẹ ơi, ở đâu ra vậy? Mẹ nói: tôi hái. Không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại. Tôi liền chân thành khen mẹ: Mẹ càng ngày càng tài giỏi đó. Mẹ cười hì hì. Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận, an toàn. Mẹ ờ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi: mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn hay không? Tôi nói: đưa rồi, hôm qua mẹ vừa rồi. Thím nói: không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà. Tim tôi thót lên một cái. Mẹ tôi chắc không đi lạc đường chứ? Chặng đường này mẹ đã đi 3 năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: mẹ mày có nói gì không?
Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục trái đào tươi. Thím đập hai tay, thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại này rồi. Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi liền men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá thì mới có thể giữ lại được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói, chúng ta đi xuống khe vách đá tìm đi. Tôi nói, thím, thím đừng dọa cháu chứ. Thím không nói năng gì cả, liền kéo tôi đi xuống vách núi. Xuống dưới vách núi, tôi nhìn thấy mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi. Những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả. Máu trên người mẹ đã cứng thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn đến mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ gọi, mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi, con hối hận đã nói rằng đào này ngọt, chính con đã lấy mạng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào. Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi. 100 ngày sau khi chôn cất mẹ, thư nhập học dắt vàng dắt bạc của đại học, đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ, con đã có ngày mở mày mở mặt rồi, mẹ có nghe thấy không? Mẹ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Các bạn ạ, tình mẫu tử, một tình cảm thân thuộc nhất với mỗi chúng ta. Nhưng trong cuộc đời vẫn có những người không nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?